Đây là cầu Charlie 2 thuộc vào khu kinh tế Thái Bình. Đây là cây cầu vượt biển nối liền Thái Thụy và Tiền Hải. Đó, như các bạn thấy là cái đang được đổ đá tăm ở trong cầu. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng lên bên trên cầu. Khá là rộng. Đó, chúng ta sẽ trải nghiệm là sẽ đi qua cái cầu vượt biển nó sẽ như thế nào. Đấy, phương tiện dưới các bạn thấy là nó là cũng là nhà máy nhiệt điện Thái Bình chạy qua sông Trang Lý và sát vào tuyến đường ven biển. Quá đẹp. Thì cái cầu này chắc là bạn phải đợi lắp vào đèn. Đó, xong rồi là trải nhựa vào đây nữa thì ngon này.